Chị đợi em lâu chưa ạ? Em muốn gặp để xin lỗi chị mà anh ấy không đồng ý. Để xuất hiện đúng lúc như vậy, chắc cô cũng phải tính toán kỹ lắm nhỉ? Dạ, không phải thế đâu ạ. Em thật sự muốn gặp chị, nhưng không biết phải làm thế nào. Tình cờ đọc được thông tin về cuộc họp báo của chị, em mới tìm đến. Không ngờ lúc đấy em lại không kiềm chế được. Em thật sự xin lỗi chị. Cứ trò là như vậy. Tôi không biết chuyện trước đây của cô với chồng tôi như thế nào, nhưng vào lúc này chúng tôi là vợ chồng hợp pháp. Cô hiểu điều đấy chứ? Em hiểu ạ. Em cũng không có ý định sẽ chen chân vào cuộc sống của anh chị. Em chỉ muốn anh Phong có trách nhiệm với đứa con, để nó sinh ra đỡ tủi thân thôi ạ. Chúng tôi là vợ chồng, chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm cùng với nhau. Bây giờ cô nói thẳng ra, cô đang gặp khó khăn đúng không? Cô cần bao nhiêu tiền? Về chuyện này em sẽ bàn bạc với anh Phong. Cả em và anh ấy cần phải đối diện với sai lầm của mình. Chị là người đến sau, chị không cần phải có trách nhiệm đâu ạ. Cô nói thì rất là hay, nhưng vợ chồng tôi trước khi chịu trách nhiệm về vấn đề gì đó thì cần phải chắc chắn về điều đó đã. Tôi muốn đưa cô đi khám lại. Đúng là vợ chồng có khác. Cả chị và anh ấy đều nghĩ em đang giả vờ mang thai phải không ạ? Được thôi, nếu chị muốn, chị cứ hẹn thời gian và địa điểm đi. Em sẽ đi cùng chị. Này, bà kia nhìn trông giống Lam Lam quá cơ. Chắc không, bị chiếu trên mạng thì cũng giống ra đường mà. Tôi sẽ gọi điện cho cô sau.